chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Hello mọi người. Đấy, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Pixel. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái cuộc chiến giữa Emerald và Kim Cương. Đấy, các bạn thấy không, hai hòn đảo đây và chỉ có 6 người chơi thôi. À, thôi bắt đầu cuộc chiến đi nhỉ. Cái gì mà cứu em này? Okay. chưa bắn nhau đã kêu cứu rồi. Như bạn này vừa nãy bị rơi hôm nay các bạn. Bạn này đội xanh à? Thôi kệ đi, đội xanh thì mình không cứu đâu. Gì đây, sao lại nằm úp mặt vào đây này? Rồi, chúng ta sẽ có cái cuộc đấu súng các bạn này. Ui, núp với Pixel một team à? Ờ đúng rồi, cùng team nhau à. Ok. Rồi, thì mấy bạn kia đánh làm sao được? Ui, cứ thử xem. Rồi, biết đâu có cao nhân ở bên kia sao? Bên kia. Ui, sao bên kia đổ lava cái gì kia? Ta nha. Pixel lấy thức ăn rồi. Ok, núp xem mà cửa. Ai? Ai? Nhân. Trời ơi, vừa mới ra chưa kịp chỉnh lại. Ủa, không có thức ăn hồi máu sao Pixel ơi? Hay lắm. Cái này chỉ có thức ăn chạy nhanh. Ờ đúng rồi, chỉ có. Ui, cẩn thận nhá. Ghê chưa? Cái Coca-Cola này hình như là để hồi máu à? Đâu, để nước thử ăn xem. Ui, à đúng rồi, chuẩn rồi. Đợi nha, xem nào. Thấy đạn á. Ôi, bạn kia chết lăn quay rồi. Rồi ok, chúng ta bắt đầu vào cuộc chiến rồi. Vừa nãy mình đang xử lý mấy một bé. Rồi, ui. Khỏe thế. Rồi. Pixel để núp cover ở nhà cho bên Pixel tấn công trực diện đi. À, công tấn công trực diện đi. Có lava này đi ra khó lắm. Ờ đúng rồi. Có lava không để xâm chiếm được nhỉ? Rồi, núp. À, thanh niên kia chuẩn bị mở cửa này. Nhau đầu ra. Ơ, nhảy qua cửa sổ kìa. Chơi gì mà kỳ. Rồi, ok. Chết rồi. Ui, phi tiêu này. Thanh niên này. Ui, thanh niên khỏe thế. Thanh niên The Game Free Fire này khỏe. Ờ, bắn phải 3-4 lần mới chết. Khỏe lắm. Rồi, hiện tại thì mình bắt đầu dẫn trước điểm rồi. À, lên trên này nữa. Có những cái súng gì là phi tiêu à? Súng bắn tỉa với cả kiểu... Có tên lửa thì sao lại đi công? Đâu, có tên lửa đâu. Có đây là bóng. Kìa. Bóng dung nham rồi, ok. À đây có cái để công lên này Pixel. Có cái móc Pixel. Này. Pixel đang ở đây, Pixel đang xỉa bạn này này. Bạn này khỏe đấy, rồi bạn ấy chết rồi. Rồi để Pixel đi công này. Lúc ở nhà cover nha, lúc nhà cover nha. Đang lính bắn tỉa đang chuẩn bị. Lính bắn tỉa đang đứng đây. À. Chết rồi. Rồi, các bạn đâu rồi? Đây có thanh niên đang bay trên đầu. Đâu? Bạn nào đâu? Ai! Thanh niên dùng thanh niên dùng dùng cái bay. Đã. Thanh niên dùng cái tên lửa bạn đấy. Làm sao? Sao đang nhà các bạn này. Làm sao? Là cái tên lửa. Rồi ok. Ui, team bên kia có vẻ là. À đúng rồi. Hơi yếu thế rồi. Rồi tìm Pixel đang me, Pixel đang me này. Đã, để núp đúng đấy. Núp phi tiêu để xem cái phi tiêu nó mạnh không. Đánh lên nó rồi. Có đây mẹ. Một. À phi tiêu này khiến to cho bị độc. Hay quá. Sát thủ đây. Thích khách đây. Rồi. Ăn độc vậy. Pixel làm sao? Làm sao? Không trượt phát nào. Làm sao? Ui, ăn 3-4 cái phi tiêu rồi. Ui, bạn ấy cứ không chết kìa. Rồi, hay lắm. Ôi, bạn kia bay lên tận trên kia. chết rồi. Đâu xem nào. À, bạn kia. À, bạn Đức Anh thấy đi sao rồi. Trời, bạn kia bị độc mà. Mình phi bao nhiêu cái không chết kìa. Làm sao. Ôi, ai. Ơ, bạn này. Bạn này không thể bắn mình luôn. Rồi, được lắm. Để nhá. Ui, cái phi tiêu này có vẻ là khó chịu. Ui, thật đấy, nhưng mà bị sao chán lắm rồi. Mấy bạn này không bắn được. Rồi. Ok, để núp. Bị sao về nhà rồi à? Đây là có một bạn đang ở trên đỉnh trời mây này. Bị sao đang nhà các. Ui, bạn mà. Thề luôn, có bạn đang đỉnh trời mây ạ. À. Đó. Chắc có lẽ là núp sẽ lấy tên lửa núp bay lên đã. Khó chịu. Đâu? Nhờ. Đang ở trên đỉnh okay. Đỉnh trời kìa. Ok. Ấy. Rúi xuống rồi. Ở đây. Xuống nóc nhà mình rồi. Rồi ok, để núp đi lấy cái tên lửa đó. Tên lửa đạn. Ui, trước đây bị mắc.
À, ok. Chết rồi, Pixel chết rồi. Chết à? Chưa. Ui, núp chưa mà khóa tên lửa chưa chưa được. Chết rồi. Cái này có Pixel bị sắp đau rồi. Ui, mấy bạn này bắn không bắn lại rồi. Mấy bạn này thật là thất hiện. Nào bạn này chết chưa? Ui, có thanh niên hai thanh niên này. Hai thanh niên vào tận nhà mình này. Pixel chưa kịp rúi. Rồi, ok, khỏe. Hơi loạn các bạn này. Hơi loạn các bạn này. Đi để Pixel hút đam. Đâu ấy? Đây chân này. Mình chưa mở khóa thanh niên chưa mở khóa cái tên lửa ấy. Thanh niên kia bay khó chịu quá bạn ơi. Cái gì? Trời ơi, mắc xác kìa, khó thế. Lấp lấp. Sao? Cái gì đây? Đó, mình leo lên trên kia đã. Ui, nhiều tên lửa đấy nhỉ. Con kia bắn gắt nhỉ. Nhiều mà, lúc chưa mở khóa đấy, Pixel mở khóa là Pixel dùng được à? À, ok bạn. Pixel dùng được tên lửa rồi. Lúc sẽ lên đây phòng thủ nhá. Một. Để Pixel đi công. Làm sao, bắn tầm hai cái là bạn kia đai rồi. Bạn kia đi vào nhà mình rồi à? Đâu rồi? Không, chết hết rồi, Pixel. không ai vào nhà mình đâu. Đây này, có thanh niên chuẩn bị leo lên kìa. Có thanh niên chuẩn bị leo kìa. Xử lý luôn, ui thanh niên khỏe thật. Chết rồi. Rồi, đâu xem thế nào. Đóng cửa. Chúng ta sẽ me mấy bạn này. Từ đó, núp đẩy thẳng sang này. Lúc này núp đẩy thẳng ra này. Trời ơi. Núp sẽ đẩy thẳng ra bằng cái móc thần kỳ. Lên. Ui, núp sang đây luôn à? Mỗi người một cửa nhá. Ui. À đây không lên nổi rồi. Có một thanh niên đã ra rồi. Một thanh niên đã không chịu được áp lực đã ra. Ê, đằng bên này, núp về. Đâu? À ừ, đúng ạ. Làm sao? Thanh niên đấy chuyên ra bay luôn. Thanh cầm đôi song sát này, đứng như này, các bạn không cửa rồi. Đâu, tớ đến lúc xuống xử lý mấy bạn dưới này đó. Bạn dưới ác lắm. Ở dưới nhà còn đấy, để Pixel đi, Pixel cover cho. Để Pixel hút đêm trước đi, để Pixel đi trước hút đêm này. Đây, núp về, lên rồi. Lòi đầu lên rồi. Rồi, một bạn ra đi rồi. Pixel lấy cái súng này, súng gần như súng nước này. À, súng tô màu này. Bắn nó nảy đạn mũi tên ánh sáng khó chịu lắm. Rồi, ra đi rồi. Ra đi à? Bạn này. Ui. Chưa. Nhưng mà gần ra đi rồi. Ui. Ra đây. Kìa, có bạn đang thủ ở bên nhà mình kìa. Ok, được rồi, để Pixel. Đang trên tầng hả? Không. Đang ở trên nhà, bắt đầu đang ở trên nhà kìa. Lúc vừa lại đứng ở bên nhà của đối phương mà thấy. Không, ở dưới kìa. Ai ai. Sao này khỏe đấy nhỉ? Bạn ấy khỏe. Rồi ok, xong rồi. Sao biết một cái băng cái súng máy này mới chết luôn. Rồi. Mới ăn cái gì mà khỏe luôn. Chắc là chắc ăn đồ ăn phòng thủ. Ui. Lại thêm thanh niên này nữa. Đã để lúc ăn á. Có đồ ăn phòng thủ mà. Ui thanh niên kia. Đây cái súng này nữa này các bạn này, có súng mới súng khác này. Mình sẽ thử xem mà có những cái súng gì mình đét hết các bạn. Sao? À, núp ăn tiền á. Cái gì? Ê có bạn bay lên trời rồi. À cái súng này đạn ánh sáng không cần phải nạp đạn này, thích đấy. Đúng rồi, không cần phải nạp đạn. Bây giờ đi sang nhà mấy bạn để chơi đấy. Thế à, có một thanh niên nấp ở trên kia. Nấp ở trên kia à? Bị bắn kìa. Ấy. Trời ơi. Khó chịu quá. Dạ. Team mình hình như có mỗi mình mới cả Pixel bắn thôi. Bạn kia cứ kiểu như offline ấy. Chết bạn kia rồi. Khổ thế. Đây các bạn thấy không? Cái bạn này vào đây không làm gì luôn. Trời ơi, không sao. Chúng ta sẽ có thể. Sao chúng ta vẫn win mà, chúng ta là cặp đôi song sát mà. 1565 điểm. À 60 điểm. Ui, mấy bạn này thả con gì ra đây này. Rồi ok, xử lý bạn này đã. Có một thanh niên nào hình như là có ở trên nhà ra ấy. Đi sao? Sao rớt được tận dưới luôn này. Ui. À thanh niên kìa. Ui. Bắn như thế mà chưa chết luôn. Trời ơi.
Bạn biết chưa chết luôn. Pixel bắn hết một băng này mình chết. Ai rồi. Ở đâu ấy? Ở trên nhà mình kìa. Nó đang bị kẹt đấy. Ý. Ấy. Làm sao? Ôi. Thế nên kia thế mà không chết trời. Khỏe lắm. Giết một băng. Pixel phải ăn cái thức ăn mà. Pixel đang ăn thức ăn mà. Ăn liên tục luôn. À. Trời. Ok, đến lúc xử lý với bạn này. Ây à, thế mà bạn này không chết, cái súng này yếu hơn. Pixel ra lấy cái khẩu rúi của Pixel ra. Súng ánh sáng mạnh mà. Cháu thấy yếu là sao á. Làm sao? Ui, khỏe thế. Ăn hồi máu, lúc ra ăn hồi máu đây. Ây, chạy thôi. À, trời ơi, chạy. Rồi, ok, tiếp tục bắn tiếp. Làm sao? Nhìn cái gì? À, bạn nghe súng lũ rồi. Nó cũng ra đây mà. Ấy, có một thanh niên bên nhà kìa. Đây, Pixel đang qua đây rúi ở đấy đấy. Rúi hoài mới chết luôn. Con này khỏe thật. Ăn đồ ăn vào. Ui, rơi dưới chết luôn ạ. Ây. Có thanh niên. Rồi, ui, một máu kìa. Rồi, ông kia nhìn 8 điểm à. Các bạn tìm bên không có cửa rồi. Thôi, cái bạn kia cứ chuyên ra mấy bạn này đứng như này khó chịu thật. Đằng sau cái nút ấy. Rồi, nút thấy rồi, nút chạy đây. Tự sát chết luôn. Rồi, tớ mình ăn cái thức ăn tăng phòng thủ em ạ. Có vẻ căng thẳng đấy nhờ. Tớ mình lấy tên lửa đó. Tên lửa bay lên trời cao đó. Rồi, ok, đi thôi. Đâu rồi, có bạn nào ở trên này không? Không có bạn nào. Không có bạn nào, đây các bạn nào. Hay đứng rồi, rớt rồi. À, có một thanh niên đang ở trên trời. Mình sẽ phải lấy thêm đạn á. Anh nít ăn, anh núp ăn thịt và pro thế. Nào. Đâu rồi, mình xử lý bạn này đã. Bạn này chuyên gia bay lên trời cao. Ui, bắn đạn bị liệng. Tại đâu? À, bạn kia dụng nụ rồi. Bạn kia bắt đầu dụng rồi. Xử lý bạn này đi. Rồi, ok. Còn bạn nữa. Đó nhờ. Có một bạn là... Đâu? Có thanh niên nào nữa không ta? À, có. Đây, lại là thanh niên này. Chuyên đời thanh niên này, chuyên ra đi bay linh tinh này. Ui. Ui, hai thanh niên bắn à? 1.800 rồi. Ui, mình gấp, mình hơn hẳn 1.000 điểm rồi. 1.000 điểm ấy. Ok, đi nào. Solo. Đây này, có thanh niên đang đứng ở trên này này. Thanh niên đang đứng trên này bắn đạn xuống này. Nghe tim mình bị mắc cả cửa này. Bạn ấy vào đấy không chơi gì hết này. Thanh niên tim bên đóng cửa luôn. Nào, làm sao? Chuyên gia đứng đây luôn. Chuyên gia đứng đây luôn. Mấy bạn này không tìm mở cửa luôn này. À, mình ăn á. Mấy bạn lên tầng hết nha, lên tầng đó nha. Đi xong dưới. Úi. Úi, ở đâu ấy? Luôn đang bay trên đỉnh trời. À, bạn Tuấn còn cái bắn súng kia. Bắn cái súng ánh sáng này mạnh lắm. Ui. Ui trên đời núp rớt cổ rồi. À! Ui mày bắt không sao. Cái gì? Làm sao? Trời ơi. Ui 2.000 điểm rồi. 2.000 điểm và 1.000 điểm rồi. Ui cái bạn kia đâu nhỉ? Cái bạn ở team mình hình như là đi đâu hết rồi ấy. Đã, mình đổi đây, bạn team mình đây. Coi này. Đấy là để núp mà. Ấy. Ui, hai bạn liền. Để núp khỏi ra đi tìm đường cứu nước rồi. Ra đi rồi à? Ok, lên thôi. Bây giờ đang đi kiếm nốt bạn kia. Kìa bạn, mấy bạn này toàn bay lên trời này thôi. Này. Trời ức chế lắm bay lên trời. Mới cẩn thận sao? Rớt xuống nhà núp. Không sao, yên tâm. Đức Anh. Đức Anh và The Gamma Free Fire để Pixel. The Gamma. Rồi.
thanh niên này cũng bay nhiều, bay nhiều. Bắn như bắn chim ấy. Ui, ui. Nó cũng đang bay đến đấy này đi. Đi sao xong rồi? Xong rồi à? Đồng đội đi xích mạng. Đồng đội đi xích mạng. Trời ơi. Đầu ra trời ơi. Bắn pro từ đầu game rồi. Bạn cũng đang đi ship mạng cho bọn mình đấy. Trời ơi. Nghĩ rằng mình pro hơn mấy bạn kìa. Sai lầm rồi. Ui. Núp rất cổ rồi. Nhưng mà không lo. Núp không chết được đâu. Trời ơi. Cái bạn này không. Các bạn này. Đó nhờ. Còn tên lửa không? Còn. Lên. Bắn tiếp. Bạn này chuyên gia đứng như này thủ mà kêu. Rồi bạn này chết chưa? Mà kêu chết đi sao sửa rồi. Rồi, mà kêu đồng đội đi ship mạng à, tào lao thật. Đâu rồi? Có ai đâu? Em sai. Đâu nhá. Lêu. Nào. Thế nào? Rồi ok, hiện tại team mình là 2160 điểm rồi. Làm sao? Không chịu bắn đi bay ạ. Ok, xong luôn ở dưới này. Trời ơi. Trời ơi. Non mà xanh lắm ơi. Vẫn còn này. Ui, pixel cái tặng một lúc luôn. Em chơi đẩy người là sao? À bạn ấy đi sang đẩy người ấy. Bạn ấy đi sang cầm kiếm đẩy người cho rớt xuống. Ui, bạn cái bắn súng thắng mạnh ấy. Pixel chưa ăn thức ăn. Nú không bị chết. Ấy. Ờ. Chơi cái này hay thật, cứ bay lặn trời lên. Ui. Sử dụng móc này là nó không bị đâu. Ấy. Tuấn còi bắn đâu nhỉ? Tuấn còi nhà kìa. Lúc không chạy được nó đang bị mắc. Còn Pixel sẽ phải lên nhà của bạn mấy bạn kia giết Tuấn còi đã. Tuấn còi bắn xuống ánh sáng chế quá. Giáp sao hỏng hết rồi này. Lúc phải đóng cửa vào không Tuấn còi bắn súng này vào nhà. Ok. Núp xử lý. Núp đi xử lý. Tầm này là xử lý đẹp lắm rồi. Rồi bạn kia không bắn được vào nhà mình rồi. Mình đóng cái cửa này coi như bạn Tuấn còi phế nha. Tuấn còi đây phải không? Đây là trận đấu 2-3 trận đấu này. Ở Đức Anh. Các bạn bạn kia team mình hình như không chơi rồi. Đấy bây giờ mới hello. Hello gamer ấy. Bây giờ chắc không phải hello. Hello you. Đâu rồi? It's me. Đâu cái bạn kia, còn cái bạn kia đâu rồi? Bay vô, đâu rồi? Mấy bạn đâu hết rồi? Ở đây là lúc à? Lúc đang đứng trên này. Lúc không chưa phát nào. Bye bye nha. Hẹn các bạn gặp bạn lần sau nha. Bắn nó không trượt. Đâu rồi? Ui. Pi trở lại lột cổ xuống rồi. Đang lên rồi. Em lag rồi ơi. Lag. Ui. Wow, mạnh thế. Trời, Núp bị mất giáp rồi, bây giờ phải sử dụng kiếm rồi Pixel. Rồi ok, chắc là mình sẽ sử dụng kiếm đã, mất hết giáp. Pixel đang bắn nhau với Tuấn còi. Ờ đúng rồi. Tuấn còi gặp thắng mập là chết chắc rồi. Đâu rồi? Chết rồi, Tuấn còi bị Pixel bắn chết rồi. Làm sao? Quèo luôn. Ôi, bạn này vừa mới vào. Phải để Núp ăn thức ăn đã. Tuấn còi gặp là xong rồi. Ây à, các bạn đẩy mình từ trên nhà xuống kìa. À, đẩy thật kìa. À, Đức Anh boy gì ơi. Ui. Chiến thuật sử dụng cận chiến đấy. Làm sao? Tầm này á. Đâu rồi? Có công bạn nữa. Đấy, Đức Anh kìa. Ây da, bạn được nhờ. Được khá quá nhờ. Ờ, còn 1 phút nữa. Ôi, thắng chặt rồi. Ta đi chơi đi. Sao lại kiếm rồi, sao đi chơi đi. Làm sao? Có động. Làm sao? Cái này không phải kiếm. Thôi bạn kia không chết à? Ok, đi tiếp thôi. Cào, Tuấn còi này. Bây giờ sử dụng kiếm mạnh lắm. Ờ, cái này không phải tên là kiếm, tên là gì nhỉ? Cái này là... Bây giờ mình hết giáp rồi các bạn, Móng vuốt đấm máu. Bây giờ mình hết giáp rồi các bạn, đâm ra là những bạn nào vào sau ấy thì sẽ còn rất là nhiều giáp nên lúc đấy rất là khỏe.
cào cái chết này. Chơi này hay lắm, chơi này hay lắm. Kiểu đi 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 theo mấy bạn ấy cào ấy, cào này. Ấy, mặc mặc cái ấy vào núp về. Đã. Ui, núp hết dao và bây giờ. Cào cái chết. Núp hết dao và bây giờ yếu lắm, yếu thế lắm. Ui chết kìa. Đức Anh thì thấy Đức Anh. Mấy bạn ăn nhiều thế, nghe tiếng xôn xoạt cả. Rồi, xong mấy bạn luôn. Mấy bạn kia đâu hết rồi? Bên nào, bên nào? Xem đi cào nào. Thanh niên này. Ra đi hết rồi à? Ui, mấy con người xương kìa. Kìa, mấy bạn ở bên nhà hết rồi kìa. Sao không cào được? Ê, ui, ui. Rồi, bạn kia xong luôn rồi. Ok, win. 2960 điểm và 1000. Rồi. Đó, núp là người được nhiều điểm nhất. Toán núp xem tiếp bạn. Ui, núp được 1560 điểm. Bạn bên kia, bạn này kêu team fit, bạn này là 560 điểm. Ok, có lẽ clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Nếu các bạn yêu thích clip này thì đừng quên để lại một like, nhấn đăng ký kênh của PCL, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên 10 giờ sáng và 16 giờ chiều mình có live stream ở bên Nimo nha các bạn. Đừng quên qua đó xem nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.